Kỷ Trias là kỷ đầu tiên của đại chúng sinh. Thời kỳ này kéo dài trong khoảng thời gian 51 triệu năm, bắt đầu từ cuối kỷ Permi của đại cổ sinh khoảng 252 triệu năm trước, cho đến đầu kỷ Jura khoảng 201 triệu năm trước. Kỷ Trias được đặt tên theo một chuỗi ba lớp đá được tìm thấy ở miền nam nước Đức và được lắng động trong thời kỳ đó. Frederick August van Alberti là người đã đặt tên cho giai đoạn này vào năm 1834. Kỷ Trias bắt đầu sau sự kiện đại tuyệt chủng kỷ Permi đã xóa sổ 90% sự sống trên trái đất, khiến hành tinh này trở nên dơ trụi và hoang vắng. Những loài sống sót sau sự kiện tuyệt chủng đó bắt đầu đa dạng hóa trở lại, tiến hóa nhanh chóng thành những dạng mới để thích nghi với những điều kiện thay đổi của hành tinh. Khí hậu toàn cầu nóng và khô trong kỷ Trias, siêu lục địa Pangaea cũng bắt đầu trôi dạt ra xa nhau vào cuối kỳ này, gây ra những thay đổi về điều kiện khí hậu. Kỷ Trias chứng kiến sự phát triển của các loài bò sát để trở thành động vật có xương sống thống trị trong các hệ sinh thái mới xuất hiện trên trái đất. Một nhóm khủng long sau này trở thành nhóm động vật trên cạn thống trị đại chúng sinh cũng xuất hiện vào kỷ Trias. Các nhóm bò sát khác, bao gồm cá sấu và bò sát biết bay, cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Sự phục hồi của thực vật và động vật trên trái đất sau đó phải chịu một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt khác, chỉ 51 triệu năm sau cuộc tuyệt chủng đầu tiên, khép lại kỷ Trias. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng thời gian của kỷ Trias, khí hậu và địa lý, cũng như các sự kiện quan trọng hình thành nên kỷ này. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Unjaxa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Kỷ Trias là kỷ đầu tiên và ngắn nhất trong 3 kỷ tạo nên đại chúng sinh, bắt đầu khoảng 252 triệu năm trước và kéo dài trong khoảng 51 triệu năm, và kết thúc với sự kiện tuyệt chủng kỷ Trias, Jura. Điều này có nghĩa là giai đoạn này bắt đầu và kết thúc bằng sự kiện tuyệt chủng. Khoảng thời gian 51 triệu năm này được chia thành 3 giai đoạn, cụ thể là kỷ Trias sớm, kỷ Trias giữa và kỷ Trias muộn, đặc trưng bởi những thay đổi đáng kể về địa lý trái đất, sự tiến hóa của các sinh vật và sự thay đổi về điều kiện khí hậu. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nói qua về các sự kiện khác nhau đã xảy ra trong thời kỳ này nhé. Kỷ Trias sớm, từ 251 đến 247 triệu năm trước. Kỷ Trias sớm bắt đầu cách đây 251 triệu năm, diễn ra ngay sau sự kiện tuyệt chủng của kỷ Permi, ảnh hưởng đến cả dạng sống dưới nước và trên cạn. Vào thời điểm kỷ nguyên này bắt đầu, có tới 90% các loài sinh vật biển và khoảng 70% các loài trên cạn từ kỷ nguyên trước đã biến mất. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kiện tuyệt chủng đó, sinh vật biển ở đầu kỷ Trias vẫn còn sống sót là một số loài bò sát biển. Cá và động vật không xương sống ở biển cũng bắt đầu phục hồi sau thời kỳ suy giảm ban đầu. Kỷ Trias sớm được đặc trưng bởi khí hậu nóng và khô cằn. Trên đất liền có một số lượng hạn chế các loài thực vật và động vật. Sự sống trên cạn vẫn còn khá nguyên thủy khi sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi xảy ra, và phải mất một thời gian khi thực vật và động vật nguyên thủy mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, một số loài bò sát, bao gồm cả bò sát chúa và khủng long thời kỳ đầu, bắt đầu xuất hiện vào cuối kỷ Trias sớm. Kỷ Trias giữa, cách đây 247 đến 237 triệu năm. Kỷ Trias giữa thường được mô tả là thời kỳ chuyển tiếp. Đó là bởi vì hệ sinh thái biển và trên cạn đã chuyển từ phục hồi sang đa dạng hóa. Điều kiện khí hậu nói chung ấm hơn và ẩm hơn so với thời kỳ đầu. Khi hệ sinh thái biển tiếp tục phục hồi, các nhóm sinh vật hiện có cũng đa dạng hơn và xuất hiện nhiều nhóm sinh vật mới. Các rạn san hô xuất hiện trở lại và các loài cúc đá cũng phát triển nhiều hình dạng hơn. Số lượng các loài thân mềm, hai mảnh vỏ và lớp chân bụng cũng tăng lên. Các loài bò sát biển sống sót qua đại cổ sinh như Ichthyosaur và Nothosaurus trở nên phổ biến hơn. Các nhóm bò sát mới, chẳng hạn như Placodon hay Crocodilomorpha cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Hệ sinh thái trên cạn tiếp tục phát triển trong kỷ Trias giữa. Các nhóm thực vật tiên tiến hơn như cây tuế, cây bạch quả và cây lá kim đã tiến hóa và đa dạng trong thời kỳ này. Các nhóm bò sát đặc biệt và các loài khủng long cũng đa dạng hơn nữa trên cạn. Therapsis, một nhóm bò sát giống động vật có vú, được coi là tổ tiên của động vật có vú, cũng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này. Kỷ Trias muộn, từ 237 đến 201 triệu năm trước. 36 triệu năm cuối của kỷ Trias được đánh dấu bằng một sự kiện địa chất và sinh học quan trọng. Khí hậu kỷ Trias vẫn ấm áp nhưng chuyển sang khô hạn hơn. Các loài ăn thịt lớn dưới biển như thằn lằn cá và cá sấu tiến hóa một phần của quá trình đa dạng hóa liên tục của các loài bò sát biển. Kỷ Trias muộn được coi là đỉnh cao về sự đa dạng và phong phú của các loài cúc đá. Pangaea phân tách và trôi dạt ra xa nhau, gây ra một số thay đổi lớn trong hệ sinh thái trên cạn vào cuối kỷ Trias. Thực vật không có hoa vẫn là nhóm thực vật chiếm ưu thế trong suốt thời kỳ này. Vào cuối thời kỳ này, khủng long trở nên vững chắc hơn và tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau. Archosaur, chẳng hạn như cá sấu và chim đầu tiên cũng phát triển mạnh mẽ. Các loài động vật có vú nhỏ cũng có mặt nhưng có sự hạn chế về tính đa dạng.
Trong vài triệu năm đầu tiên của kỷ Trias, tất cả lục địa đã hợp nhất thành một siêu lục địa duy nhất gọi là Pangaea. Khối đất liền thống nhất này nằm gần đường xích đạo và được bao quanh bởi một đại dương lớn duy nhất là Banthalasa, hay còn được gọi là Toàn Đại Dương theo bách khoa Toàn Thư Việt Nam. Do kích thước của siêu lục địa, các dòng hải lưu có tác động hạn chế đến các vùng bên trong của Pangaea. Điều này dẫn đến khí hậu lục địa khắc nghiệt trong thời kỳ đầu kỷ Trias. Khí hậu của trái đất nói chung là nóng và khô cằn, có nhiều sa mạc rộng lớn và thảm thực vật hạn chế ở hầu hết các nơi. Hai khối đất riêng biệt được hình thành do sự tách giãn lục địa. Lục địa phía Bắc Laurasia bao gồm khối đất liền của Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Khối đất liền ở phía Nam được gọi là Gondwana, bao gồm Nam Mỹ, châu Phi, Úc, Nam Cực và tiểu lục địa Ấn Độ ngày nay. Sự tan rã của siêu lục địa đi kèm với các hoạt động núi lửa đáng kể, đặc biệt là giai đoạn đầu. Quá trình hình thành núi cũng diễn ra ở bờ biển phía Tây Bắc Mỹ. Núi lửa phun trào, giải phóng một lượng lớn dung nham và khí nhà kính carbon dioxide vào không khí. Các hoạt động núi lửa và sự thay đổi nước biển trong thời kỳ này đã hình thành nên khí hậu của kỷ Trias giữa. Hành tinh này nhìn chung trở nên ấm hơn và ẩm hơn so với thời kỳ đầu kỷ Trias. Sự sống của thực vật tiếp tục phục hồi, dẫn đến việc giữ lại độ ấm, tác động sâu sắc hơn nữa đến khí hậu ở nhiều địa điểm khác nhau. Mặc dù vẫn còn những vùng khô cằn, đất rừng đã mở rộng và nhiều khu vực bắt đầu có mưa theo mùa. Khí hậu toàn cầu vẫn tương đối ấm trong suốt kỷ Trias, nhưng có sự khác biệt tùy theo từng khu vực. Mực nước biển dao động từ giữa đến cuối kỷ Trias. Sự biến động này chủ yếu do các chuyển động kiến tạo liên quan đến sự chia tách của Pangaea và các hoạt động núi lửa đang diễn ra trên khắp hành tinh. Những thay đổi về mực nước biển này ảnh hưởng đến sự phân bố của môi trường biển. Phần bên trong các lục địa bị ngập lụt, ảnh hưởng đến khả năng kết nối giữa các khối đất liền. Điều này tạo ra môi trường mới, chẳng hạn như môi trường sống ẩm ướt ở sông và hồ với các khu rừng hạt trơn. Tuy nhiên, môi trường khô cằn và những cồn cát lớn vẫn tồn tại ở một số khu vực. Vào cuối kỷ Trias, khí hậu mang tính theo mùa nhiều hơn, với mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Một số vùng, đặc biệt là những nơi gần biển có khí hậu gió mùa. Như đã nói bên trên thì kỷ Trias bắt đầu bằng một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt tàn khốc nhất trong lịch sử trái đất. Trong 51 triệu năm tiếp theo, hành tinh này đã trải qua nhiều thay đổi khác nhau hình thành nên kỷ Trias và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo trong lịch sử trái đất cho đến hết đại chúng sinh. Sau đây là một số sự kiện đáng chú ý nhất của kỷ Trias. Kỷ Trias còn được coi là thời kỳ phục hồi và đa dạng hóa khi trái đất bước vào giai đoạn mới trong lịch sử tiến hóa của nó. Có thể xác định được 3 loại sinh vật từ kỷ Trias. Chúng bao gồm những loài sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Bermi, những loài mới xuất hiện sau sự kiện tuyệt chủng nhưng không sống sót qua kỷ Trias, và những nhóm động vật tồn tại cho đến cuối kỷ này. Tất cả các nhóm này đều đã tiến hóa để tận dụng các cơ hội sinh thái mới hiện diện trong hệ sinh thái biển và trên cạn. Pangaea, siêu lục địa tồn tại trong kỷ Trias, bắt đầu tách ra. Sự tách giãn lục địa do đáy biển lan rộng tại sóng núi giữa đại dương ở biển, Tethys đã tách Pangaea thành Gondwana ở phía nam và Laurasia ở phía bắc. Kỷ Trias được đặc trưng bởi những biến động khí hậu. Kỷ Trias sớm nóng và khô cằn. Kỷ Trias giữa chứng kiến sự chuyển dịch theo hướng khí hậu ấm hơn và ẩm ướt hơn. Nhưng vào cuối kỷ Trias, khí hậu lại trở nên khô cằn do môi trường khô hạn mở rộng. Những sự kiện này đã định hình nên cảnh quan trên cạn và dưới nước. Kỷ Trias kết thúc bằng một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đáng kể khác. Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt này được gọi là sự kiện tuyệt chủng kỷ Trias Jura, đã dẫn đến sự biến mất của nhiều nhóm bò sát khác nhau. Nó cũng mở đường cho khủng long trở thành loài săn mồi đỉnh cao của kỷ Jura. Kỷ Trias là thời kỳ phục hồi của đời sống động vật trên hành tinh. Các nhóm sống sót sau đại tuyệt chủng bắt đầu tái sinh và nhiều nhóm trong số chúng đã xâm nhập vào các khốc sinh thái mới, hỗ trợ sự phát triển của các sinh vật mới. Một số nhóm sinh vật chính của kỷ Trias bao gồm Therapsis. Therapsis hay còn được gọi là bộ cung thú, là một nhóm bò sát giống động vật có vú phát triển mạnh vào kỷ Bermi nhưng vẫn đang đa dạng hóa vào kỷ Trias. Chúng là nhóm động vật đầu tiên có khả năng bảo tồn nhiệt lượng tạo ra bên trong cơ thể thông qua quá trình phân hủy thức ăn. Hiểu được điểm ngày nay được coi là độc nhất đối với động vật có vú có nguồn gốc từ các Therapsis đầu tiên, bao gồm các chi hướng nhiều hơn xuống dưới cơ thể, tạo ra tư thế bốn chân, trái ngược với tư thế nằm dài thấp hơn của nhiều loài bò sát và lưỡng cư. Therapsis rất quan trọng vì chúng đóng vai trò then chốt trong quá trình tiến hóa của động vật có vú. Archosaurs. Archosaurs là một nhóm của động vật bốn chân Sauropsis, với chim và cá sấu là những đại diện duy nhất còn tồn tại. Archosaur là một nhóm bò sát đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kỷ Trias. Mặc dù Therapsis là nhóm thống trị vào đầu kỷ Trias, nhưng Archosaur đã sớm vượt qua chúng.
Nhóm này bao gồm các loài động vật họ hàng đầu tiên của cá sấu, nhiều dạng chim nguyên thủy và khủng long. Archosaur đã diễn hóa trong kỷ Trias và sau đó tạo ra nhóm Archosaur thống trị kỷ Jura và kỷ Breta. Bò sát biển. Nhiều loài bò sát thích nghi với hệ sinh thái biển mới của kỷ Trias đã xuất hiện trong thời kỳ này. Một số ví dụ đáng chú ý nhất bao gồm Ichthyosaurs, một nhóm bò sát biển giống cá heo, Plesiosaur, một loài bò sát cổ dài cũng nổi lên như loài săn mồi đỉnh cao của hệ sinh thái kỷ Trias. Khủng long. Bò sát vẫn là một nhóm động vật chiếm ưu thế trong kỷ Trias và chúng đã tiến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Một trong những sinh vật mới xuất hiện vào kỷ Trias là khủng long đầu tiên. Ban đầu chúng là loài bò sát nhỏ đi bằng hai chân, nhưng sau đó đã tiến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Sự thống trị của khủng long tiếp tục kéo dài đến kỷ Jura và kỷ Breta khi chúng đã phát triển hoàn chỉnh. Thực vật kỷ Trias. Thực vật kỷ Trias không trải qua quá trình tiến hóa đáng kể nào trong kỷ Trias. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở bên trong Pangaea, rất ít loài thực vật có thể sống sót và thích nghi. Ở những vĩ độ cao hơn, thực vật hạt trần bắt đầu xuất hiện vào kỷ Trias giữa. Rêu và dương sĩ cũng rất nhiều ở vùng ven biển. Côn trùng. Nhiều nhóm côn trùng đã sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Bermi nhưng không đa dạng hóa đáng kể trong kỷ Trias. Những nhóm mới chẳng hạn như châu chấu cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Sự vắng mặt của môi trường sống trong rừng đã kìm hãm sự tiến hóa của côn trùng trong suốt kỷ Trias. Coelophysis. Coelophysis là một loài khủng long thuộc họ Coelophysidae, sinh sống ở siêu lục địa Pangaea khoảng 215 triệu năm trước. Với chiều dài trung bình 2 mét, nó sở hữu một thân hình nhẹ được tạo hóa ban tặng để di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Cổ dài, hàm răng sắc nhọn và bàn tay có móng vuốt cho thấy bản chất săn mồi của nó. Nó săn các loài bò sát nhỏ và động vật có vú thời kỳ đầu. Trong hệ sinh thái khắc nghiệt của kỷ Trias, sự nhanh nhẹn và tốc độ của Coelophysis đóng vai trò quan trọng đối với sự sống. Hóa thạch Coelophysis cũng đã được tìm thấy trong các mộ chôn tập thể, làm tăng khả năng chúng có thể đã thực hiện hành vi theo bay, một giả thuyết được ủng hộ bởi các tương tác xã hội và chiến lược săn mồi chung của chúng. Aeroraptor. Aeroraptor là một kỳ khủng long Sauropodomorpha và cũng là một trong những loài khủng long được biết đến sớm nhất và là một trong những loài Sauropodomorpha sớm nhất. Nó sống cách đây khoảng 231 đến 228 triệu năm. Aeroraptor sinh sống ở phía tây Gondwana, tức Nam Mỹ ngày nay vào cuối kỷ Trias. Đây là loài khủng long nhỏ đi bằng hai chân, được biết đến là có cả đặc điểm của loài bò sát và khủng long. Điều này khiến nó trở thành loài quan trọng giúp chúng ta hiểu biết về quá trình tiến hóa ban đầu của khủng long. Herrerasaurus. Herrerasaurus là một chi khủng long Saurischian từ kỷ Trias muộn. Chi này là một trong những loài khủng long sớm nhất từ hồ sơ hóa thạch. Herrerasaurus là loài ăn thịt hai chân, có thân hình nhẹ với đuôi dài và đầu tương đối nhỏ. Những con trưởng thành có hộp sọ lên tới 56cm và tổng chiều dài lên tới 6m. Hồ sơ hóa thạch cho thấy loài theropod cơ bản này từng sống ở Nam Mỹ ngày nay. Nothosaurus. Nothosaurus là một chi bò sát Sauropterian đã tuyệt chủng từ kỷ Trias, cách đây khoảng 240 đến 210 triệu năm. Với các hóa thạch được phân bố khắp đại dương Tethys trước đây, từ Bắc Phi và châu Âu đến Trung Quốc. Đây là thành viên được biết đến nhiều nhất của bộ Nothosaur, có thân hình thon dài, cổ dài và các chi giống mái chèo. Những sở thích nghi này giúp Nothosaurus có thể sống bán thủy sinh, săn bắt cá và các sinh vật biển nhỏ khác. Proterosuchus. Proterosuchus là một chi đã tuyệt chủng của loài bò sát Archosauriform, sống vào đầu kỷ Trias, là họ hàng nguyên thủy của cá sấu. Proterosuchus là một trong những loài bò sát cổ nhất từng được phát hiện. Proterosuchus là một trong những thành viên đầu tiên của nhánh Archosauriform, bao gồm cả cá sấu, thằn lằn bay, khủng long và chim. Nó sống sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Bermi Trias. Giai đoạn phục hồi sinh thái và tiến hóa sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ Bermi Trias là thời kỳ quan trọng trong lịch sử tiến hóa của trái đất. Các sinh vật sống sót sau sự kiện tuyệt chủng và các sinh vật mới xuất hiện sống trong thời kỳ hệ sinh thái phục hồi và tái thiết dần. Các lứa thức ăn và tương tác sinh thái mới xuất hiện khi các loài kỷ Trias đa dạng hóa và thích nghi với môi trường thay đổi. Điều này đặt nền tảng cho động lực sinh thái phức tạp, cho phép sự tiến hóa của các loài mới trong suốt đại chúng sinh. Sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Bermi, các loài bò sát biển nhanh chóng xuất hiện để lấp đầy các hệ sinh thái biển còn trống đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự kiện tuyệt chủng này.
Các loại như ichthyosaur và nodosaur đã tiến hóa và phát triển mạnh mẽ vào kỷ Trias, trở thành loài săn mồi hàng đầu trong các đại dương trên trái đất. Nhóm động vật đáng chú ý nhất xuất hiện trong thời kỳ này là khủng long. Với sự biến mất của các nhóm bò sát chiếm ưu thế chính, chẳng hạn như bò sát cận và động vật giáp sát, khủng long dần tiến hóa để lấp đầy các hệ sinh thái trên cạn cuộn trống của kỷ Trias. Điều này tạo điều kiện cho chúng phát triển mạnh mẽ và cuối cùng tiến hóa để thống trị vùng đất này trong hàng triệu năm tiếp theo. Sự phục hồi của kỷ Trias cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của động vật có vú thời kỳ đầu và họ hàng của chúng. Các loài bò sát trong động vật có vú được gọi là Therapsids đã sống sót sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đã đa dạng hóa vào đầu kỷ Trias. Những loài Therapsids này thể hiện những đặc điểm chuyển tiếp giữa loài bò sát và động vật có vú. Một số loài trong số chúng cuối cùng đã tiến hóa thành loài động vật có vú thực sự đầu tiên vào các thời kỳ tiếp theo của đại chúng sinh. Kỷ Trias nằm giữa hai sự kiện tuyệt chủng lớn. Đúng như dự đoán, hai sự kiện này đã tác động đến cách sự sống tiến hóa và phát triển trong giai đoạn lịch sử này của trái đất và các kỷ nguyên tiếp theo. Sự tuyệt chủng hàng loạt vào đầu kỷ Trias đã tạo ra những khoảng trống sinh thái rộng lớn. Những khoảng trống sinh thái này tạo ra nhiều cơ hội cho những loài sống sót và các loài mới nổi khai thác các hốc sinh thái này. Môi trường sống trống trải và vai trò sinh thái còn bỏ trống đã tạo điều kiện cho sự đa dạng hóa và phát triển của nhiều giống khác nhau. Điều này dẫn tới sự tiến hóa của các dạng sống mới. Kỷ Trias cũng kết thúc một cách đầy đau thương với sự kiện tuyệt chủng kỷ Trias Jura. Mặc dù sự kiện này tương đối nhẹ nhàng so với đại tuyệt chủng, nhưng nó đã phá bỏ một số tiến trình tiến hóa đã đạt được trong giai đoạn đó. Một số nhóm, bao gồm nhiều nhóm bò sát và lưỡng cư, đã bị xóa sổ trong thời kỳ này. Sự kiện này đã xóa sổ toàn bộ các loài động vật đang đón cùng với hơn 23% các loài sinh vật biển. Trên cạn, một số loài bò sát chúa, cá sấu, thằn lằn bay và khủng long cũng đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, sự biến mất của các nhóm bò sát này cũng mang lại một số lợi ích, vì nó mở đường cho sự thống trị của khủng long trong các thời kỳ tiếp theo của đại chúng sinh, báo hiệu sự khởi đầu mới của loài khủng long. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về kỷ Trias mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Một kỷ với sự hồi sinh và phát triển của hệ sinh thái sau cuộc đại tuyệt chủng của kỷ Burmy, cũng như phát triển ban đầu tạo bước đệm cho sự phát triển đỉnh cao của loài khủng long ở kỷ tiếp theo là kỷ Jura. Các bạn thấy sao về chủ đề lịch sử địa chất trái đất này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultrasea trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.